Một phương pháp mà được sử dụng khá nhiều bởi vì nó có rất là nhiều lợi ích, về ít nhất là về cái tính đơn giản, nó đơn giản hơn. Khi chúng ta cứ mỗi lần xuất nhập, mỗi lần xuất kho chúng ta lại phải tính toán giá trị. Nếu như mà có rất là nhiều hàng hóa hoặc là có quá nhiều cái giá trị hoặc là giá trị nó nhỏ thì cái việc mà kế toán nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, nghiệp vụ hơn. Tất nhiên cái việc kế toán bằng máy hoặc bằng phần mềm thì nó cũng không phải là khó khăn, nhưng khối lượng nghiệp vụ lớn hơn cũng là một cái nhược điểm. Đối với cái phương pháp giá bình quân thì chúng ta sẽ tìm hiểu chúng theo những cái khía cạnh như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể tính giá bình quân theo cái giá là bình quân cuối kỳ trước, có nghĩa là chúng ta sẽ tính đơn giá bình quân của cuối kỳ trước để từ đấy sử dụng cái giá này và tính ra được cái giá trị của hàng xuất kho và từ đó tính ra được giá trị hàng tồn kho. Vậy thì lúc này là chúng ta có gì? Đơn giá bình quân cuối kỳ trước sẽ có là trị giá thực tế vật tư tồn đầu kỳ chia cho số lượng vật tư tồn đầu kỳ. Có nghĩa là chúng ta có giá trị, chúng ta có số lượng và chúng ta thực hiện phép chia, chúng ta sẽ lấy cái đơn giá bình quân. Sau khi có đơn giá bình quân thì chúng ta sẽ tính ra được giá trị hàng xuất kho, chúng ta lấy tổng cái số lượng hàng xuất kho trong kỳ đã xuất và chúng ta sẽ nhân với đơn giá bình quân, và từ đấy chúng ta sẽ sử dụng công thức tồn đầu kỳ cộng nhập trong kỳ trừ xuất trong kỳ để tính ra được giá trị hàng tồn kho cuối kỳ. Như vậy các bạn hãy lưu ý cho tôi rằng đối với phương pháp bình quân cuối kỳ trước có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái giá trị bình quân của cuối kỳ trước để tính ra được cái giá trị hàng xuất kho, chứ chúng ta sẽ việc tính ra hàng xuất kho, còn công thức tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ thì chúng ta sẽ thực hiện cái nguyên tắc là tồn đầu kỳ cộng nhập trong kỳ trừ xuất trong kỳ. Đối với cái phương pháp bình quân, chúng ta còn có thể sử dụng một cách đấy là bình quân cả kỳ dự trữ, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái giá đấy là giá bình quân nhưng là bình quân cho cả kỳ, bằng cách là trị giá thực tế vật tư tồn đầu kỳ cộng với trị giá thực tế vật tư nhập trong kỳ chia cho số lượng vật tư tồn đầu kỳ và cộng với số lượng vật tư nhập trong kỳ. Vậy ở đây chúng ta hãy lưu ý một điều là đến cuối kỳ chúng ta mới có thể có được cái tất cả các cái trị giá thực tế vật tư nhập, đồng thời chúng ta mới tính toán được tất cả cái số lượng vật tư nhập trong kỳ. Như vậy cái đơn giá bình quân cuối kỳ cả kỳ dự trữ đến cuối kỳ chúng ta mới có thể tính ra được cái đơn giá bình quân này, và từ đơn giá bình quân đấy chúng ta sẽ tính ra được cái giá trị hàng xuất kho và hàng tồn cuối kỳ. Ở đây là phép tính cho đối với cái ví dụ của chúng ta. Một cách để tính nữa nhưng mà nó khá phức tạp, đó chính là bình quân liên hoàn. Có nghĩa là chúng ta vẫn tính đơn giá bình quân nhưng mà chúng ta sẽ chốt lại cái thời điểm mà chúng ta tính giá là sau mỗi lần chúng ta xuất kho, hoặc là trị giá thực tế vật tư tồn trước cái lần nhập thứ y nào đấy. Ví dụ trong kỳ chúng ta sẽ có nhập lần thứ nhất, nhập lần thứ hai thì lúc này y có giá trị là từ 1 cho đến các cái lần nhập sau. Và lúc này chúng ta sẽ có công thức là trị giá thực tế vật tư tồn trước lần nhập thứ y cộng với trị giá thực tế vật tư nhập lần y và chia cho số lượng tồn cộng với lại số lượng nhập. Tất nhiên cái phương pháp tính này nó sẽ mang lại cái kết quả chính xác và phản ánh kịp thời mỗi lần xuất nhập, nhưng mà cái việc mà tính toán từ công thức cho đến các cái việc tính toán nó sẽ khá là phức tạp, nên cái việc sử dụng nó sẽ gây khó khăn hơn.